được phê duyệt hơn 7 năm nay. Thế nhưng, dự án cải tạo chung cư L1, L2 tại 93 Láng Hạ thuộc phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Dự án được xem là khu nhà hoang giữa đất vàng Hà Nội. Đến nay, dự án đã chậm tiến độ 7 năm do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Ngày 25 tháng 5 năm 2011, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty cổ phần bất động sản An Thịnh, nay là công ty cổ phần bất động sản Vinaconex, về việc thực hiện dự án. Do đó, công ty Vinaconex chính thức được công nhận là chủ đầu tư dự án với diện tích xây dựng là 2.582m2 với tổ hợp thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ chung cư 27 tầng có 3 tầng hầm. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, phải 4 năm kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đầu tư, ngày 5 tháng 7 năm 2015 thì chủ đầu tư Vinaconex mới có cuộc tiếp xúc đầu tiên với cư dân ở hai khối nhà L1 và L2 tại 93 Láng Hạ để trao đổi về dự án này. Chúng tôi rất ủng hộ cái dự án này là để muốn làm cho khu tập thể và khu chung cư nó trở thành một cái nơi khang trang, nó trở thành một nơi để cho bà con sống nó có điều kiện sống tốt hơn. Nhưng tiến hành vào triển khai dự án thì xảy ra rất nhiều vấn đề khúc mắc. Chủ đầu tư đưa ra cái hệ số đền bù, đưa ra cái mức đền bù không thỏa đáng, không có một cái cách đàm phán hay là thỏa thuận với dân cho thống nhất. Ngày xưa thì chúng tôi còn thấy rằng là đồng ý cho chủ đầu tư làm. Thế nhưng đến giờ phút này chúng tôi không còn tin tưởng vào chủ đầu tư này, và vì chúng tôi giao nhà, giao sổ đỏ cho chủ đầu tư này thì không biết đến bao giờ chúng tôi mới quay trở về nhà. Căn cứ theo khoản 2, điều 5, quyết định số 48-2008 QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về quy chế cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, sau 12 tháng kể từ ngày được giao nhiệm vụ, nếu chủ đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án không đáp ứng tiến độ, yêu cầu chung, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ thu hồi nhiệm vụ đã giao, không thanh toán các khoản kinh phí đã đầu tư và sẽ xem xét giao đơn vị khác đủ năng lực tổ chức thực hiện. Hiện tại, hai khối nhà L1 và L2 còn 12 hộ dân cho rằng mức đền bù của chủ đầu tư là không thỏa đáng và không chấp nhận mức tiền chủ đầu tư đưa ra. Theo cư dân, thì Vinaconex đã đơn phương quyết định phương án bồi thường mà không thông qua hội nghị nhà chung cư là trái quy định của pháp luật. Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án đối với 12 hộ dân này. Theo đó, thời gian cưỡng chế sẽ bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 năm 2018 đến ngày 15 tháng 8 năm 2018. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, vẫn chưa có hoạt động cưỡng chế nào diễn ra.